Tiếp nối chương trình với những thông tin hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới mùng 5 tháng 6. Sáng nay tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức lễ công bố thành lập khu bảo tồn thiên nhiên đất cập nước Tam Giang Cầu 2. Đây là sự kiện được tổ chức hưởng ứng ngày môi trường thế giới mùng 5 tháng 6 để thúc đẩy nhận thức và hành động vì môi trường. Tham dự lễ công bố có ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, bà Kathleen Wesson, trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, cùng hơn 200 đại biểu của các bộ ban ngành, trung ương và địa phương. Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang Cầu 2 được thành lập tại quyết định số 495 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong hai khu bảo tồn đất ngập nước được thành lập trong khuôn khổ hỗ trợ của dự án bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết 2015-2020 do Quỹ Môi trường Toàn cầu GEF và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP tài trợ. Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ quản dự án, Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường là chủ dự án. Vùng đất ngập nước Tam Giang Cầu 2 tỉnh Thừa Thiên Huế là hệ đầm phá bán khép kín lớn nhất khu vực Đông Nam Á, là nơi có tính đa dạng sinh học cao, có số lượng loài sinh vật rất phong phú và hết sức đa dạng về các hệ sinh thái, gồm 1.296 loài, bao gồm 41 loài quý hiếm, sinh sống trong các hệ sinh thái đặc thù mang tính đại diện cho khu vực như cỏ biển, thực vật thủy sinh nước ngọt, cửa sông, rừng ngập mặn. Đầm phá Tam Giang Cầu 2 giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm môi trường sống và phát triển thuận lợi nhất cho các loài thủy sinh vật, cung cấp các bãi giống, bãi đẻ và là nơi có tầm quan trọng đặc biệt đối với các loài chim di cư trú đông. Trong đó có một số loài chim nước di cư trú đông có tầm quan trọng quốc tế bị đe dọa trên toàn cầu, được liệt kê trong danh mục đỏ của IUCN và sách đỏ Việt Nam. Tại đầm phá cũng có rất nhiều loài có giá trị kinh tế cao, cung cấp nguồn lợi thủy sản cho phát triển kinh tế xã hội của đầm phá. Việc đưa ra khu bảo tồn này thì có ý nghĩa quan trọng trong cái việc xác định những cái vùng trọng tâm cần bảo tồn và cũng là cơ sở để xác định cho các cái khu vực chúng ta khai thác phát triển kinh tế, làm nền tảng kêu gọi nhà đầu tư cũng như tạo điều kiện cho người dân phát triển cái kinh tế cũng như cái sinh kế cho ở cái vùng đầm phá Tam Giang Cầu 2. Việc thành lập khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang Cầu 2 sẽ đóng góp cho mục tiêu bảo tồn hiệu quả các giá trị đa dạng sinh học của khu đầm phá của tỉnh, đồng thời bảo đảm sử dụng khôn khéo vùng đất ngập nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội của khu vực bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu. Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang Cầu 2 được thành lập có ý nghĩa rất lớn trong bảo tồn và phát triển hệ sinh thái biển nhiệt đới điển hình và quan trọng tại Việt Nam. Khu bảo tồn ra đời sẽ là cơ hội để triển khai các hoạt động bảo tồn, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, cân bằng sinh thái và duy trì cảnh quan tự nhiên, các giá trị đa dạng sinh học phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội trong khu vực. Rừng ngập mặn và hệ sinh thái đất ngập nước có vai trò đặc biệt trong việc thanh lọc ô nhiễm, hỗ trợ sinh kế cho các cộng đồng địa phương, bảo vệ hạ tầng và cuộc sống của người dân sống trong hoặc gần các khu vực này. 12 triệu hectare đất ngập nước trên toàn quốc cung cấp sinh kế chính và thu nhập thêm cho khoảng 20 triệu người dân Việt Nam. UNDP rất tự hào đã hỗ trợ kỹ thuật cho chính phủ Việt Nam, đặc biệt là Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong việc xây dựng các chính sách quan trọng như luật lâm nghiệp, luật đa dạng sinh học và luật bảo vệ môi trường. Chúng tôi cũng rất vui mừng khi được đóng góp vào việc thành lập hai khu bảo tồn đất ngập nước ở hai tỉnh Thái Bình và Thừa Thiên Huế. Sau lễ công bố thành lập khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang Cầu 2 tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh sẽ xây dựng đề án phục hồi sinh cảnh trầm chim vùng cửa sông Âu Lâu và quy hoạch đa dạng sinh học khu vực này. Dự kiến ban hành vào cuối tháng 12 năm 2020 và tổ chức trồng thêm 72 hectare rừng mặn tại xã Quảng Thái, 40 hectare, Điền Hải, 16 hectare, xã Điền Hòa, 16 hectare. Trong đó, phục hồi khoảng 20 hectare vùng trảng cỏ sinh lầy làm các sân chim, nơi kiếm ăn cho các loài chim nước. Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang Cầu 2 tỉnh Thừa Thiên Huế được hình thành có ý nghĩa rất lớn trong bảo tồn và phát triển hệ sinh thái biển nhiệt đới điển hình và quan trọng tại Việt Nam.